Xin chào quý anh em yêu mến kênh Bonsai VN ha. Sáng nay mình chia sẻ với quý anh em về một cái đất nhật Thì đất nhật anh em xài như thế nào là tốt Và đất nhật anh em chọn loại đất như thế nào Thì trên thị trường anh em có thể lên trên Google Hoặc là Lamjade hoặc là Shopee Anh em gõ là đất nhật Thì nó sẽ ra rất là đủ giá và đủ cái thương hiệu hết Đấy. Thì mình ưa dùng Thì mình dùng cái loại này Để mình lấy cho quý anh em mình xem giờ <laughs> anh số anh em không biết Đây anh em mình chụp cái mẻ lại nha đây nè mình đưa dùng là dùng loại cái akizame đây nè. cái loại high uh, chứng tỏ là độ cứng nó cao này anh em ha đó mình gọi là rất là cứng anh em ha cứng cứng, cứng 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 cao đấy thì uh, hàng này là hàng chuẩn anh em đó hàng chuẩn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng số điện thoại hotline gia băng hàng nhật nhá ở ngoài sau không có bất cứ một thêm một cái ký tự gì hết chỉ có phần trước thôi nó như thế này thôi là anh em mình chụp hình lại ha dành cho bonsai đây có mẹ hoặc chết kinh ha anh em mình chết rồi nó ở đâu của xuất xứ, xứ ra sao đây đây hướng dẫn mình rồi, bao rất là cứng anh em lưu ý nè ha cái tay đi mình dùng cái tay để mình móc cái bao ra thì nó rất là cứng hầu như là nó rất là khó bị bị gì? bị lủng nha khó bị lúng thì cái đấy là một cái loại đất à, xin và để à, mình à, làm một cái video để mình à, chia sẻ với quý em mình à, <laughs> coi thử là đất này là cứng như thế nào ha thì em mình sẽ à, nhận biết như sau nè đây anh à, em mình xem nhé cái nguồn đất đây nè mình à, về à, mình tưới nước rồi đó mình bóp như thế này nè rất là cứng nha em chỉ trường hợp anh em mình dùng lực gọi là lực nhắn luôn rất là mạnh đó. tiếp xúc với nó thì nó mới mới bởi cái viên này ra thôi và mình đem cái viên này đi mình ngâm nước mình ngâm nước hôm bữa giờ mình nói với quý anh em luôn là không phải nói nói dốc nói sợ gì quý anh em luôn là mình ngâm nước là phải hơn hai bữa ba bữa rồi lúc đầu là cái nước của nó đục lắm anh em đục lắm chứ nó không phải trong cái gì đâu khi anh em bỏ vô thì nó rất là đục nó đục mà đây nó lắng xuống rồi thì anh em thấy vào cái viên những cái viên trong này thì nó vẫn còn anh em ạ viên này vẫn còn anh em ha mình lấy ra nó vẫn cứng này anh rất là cứng cho nó đề đây là chất lượng cứng rồi tốt rồi đó thì anh em mình nên dùng cái đất nhật này đó, mình đã bỏ trong nước rồi nè cái phần cái phần chậu này mình thay ra cho cái cây khác bắt đầu mình tưới nước vô thì còn những cái viên đất nhật như vậy thì nó rất là cứng luôn <laughs> như vậy anh em, anh em biết sao không cái nguồn đất nhật mà nó cứng như thế này thì anh em mình khi tưởng tượng xem anh em mình sẽ hiểu một vấn đề là khi chúng ta vô trong cái chậu cây khi chúng ta vô trong cái chậu cây thì thứ nhất là vừa chịu một cái lực tác động của, của cây nữa em, Vừa chịu một cái lực tác động của cây. Nó đè nặng xuống. Cái cây nó uh, vừa ẩm ướt mà cái viên đất nó cứng thì lúc này nó sẽ chia đều cái diện tích trong cái khoảng không gian rộng này để cho rễ nó chạy. Thì chứng tỏ cái cây chúng ta phát phát tiền tốt. Còn ví dụ như mình mua trúng một đất điểu đi. Thì nó cứ bậy nhạt, nó bị nhạt nó hết, nó mềm rồi hết đi. gọi là mềm sệm luôn. Thì lúc này là nó sẽ bị... <laughs> bít đầu rễ luôn thì chẳng khác nào như mình đi ra ngoài ruộng mình múc cái đất bùn về mình dùng hoặc là mình đi lên núi mình đào cái cái đất ở trên núi về mình vô cây còn tốt hơn vô chi đất nhật cho tốn tiền đúng không, anh em một trăm ba trăm rưỡi ngàn ba mươi ngàn một bao không phải rỉ anh em ha đó thì nên là anh em lưu ý ha mình dùng đất thì mình phải tìm một cái loại đất cho nó chuẩn để mình dùng để tránh cái trường hợp là chúng ta khó chịu ha mình mình đã bỏ tốn tiền rồi, mình mua rồi mà mình còn đi lại mua chúng cái hàng điểu nữa thì mình giờ mình dùng thì rất là khó chịu anh em ha. Như vậy thì mình không dùng được lâu năm. Mình dùng một thời gian là nó bị bị mềm rền anh em, nó bị mềm này. Nó bị mềm là coi như là nó dính trong đó là chẳng khác nào chúng ta đi lên núi chúng ta múc chúng ta xúc cái, cái đất núi, đất 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 bùn ở trên núi đất thịt trên núi á. về chúng ta vô thì nó rất là kỳ anh em ha. Thì coi như đi mua hốt đất cho rồi, mua chỉ đất đây nên là anh em mình cẩn thận ha. À, anh em thấy không về anh em mình lấy đó ngâm nước thử thử có nó bị tan hay không đấy mình kiểm tra thử cho nó chắc đối với những cái chỗ mua điểm mua uy tín đấy thì cái nguồn đất mà nó nung đến một cái nhiệt độ chuẩn nhiệt độ rất là cao thì chỉ có một loại đất tốt cho anh em mình dùng và đất cứng thì giúp cho cái thời gian chúng ta thay cái bonsai này lên đến 5 năm 7 năm, 10 năm đối với những cây lớn như thế này Còn đối với những cây nhỏ nhỏ như thế này thì tầm khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi chúng ta thay một lần ha cho nó nhỏ nó ít thì mình dễ thay còn những cái lớn này thì hầu như mình vô là vô vô đất loại hạt lớn hạt cực kỳ lớn luôn hạt lớn nhất còn này là hạt trung xay trung này em nó có xay nhỏ nhất small xay nhỏ nhất để anh em mình vô cái rí như này để anh em mình vô cái loại bonsai mini rồi cảm ơn quý anh em xem clip ha. Có gì mình là tương nhu cầu tư vấn quý anh em thôi. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.